Bảo Minh, thí sinh đặc biệt tại điểm thi trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, quận Ba Đình, Hà Nội. Hôm nay, nam sinh này cùng với hơn 300 bạn đã đến để làm thủ tục dự thi. Dù gặp khó khăn về đi lại, nhưng Minh luôn thể hiện sự quyết tâm làm bài thật tốt và nuôi dưỡng tiếp giấc mơ học hành. Cơ bản nhất thì em muốn là đỗ tốt nghiệp, chả muốn thi chả muốn đỗ. Còn cái cao hơn của em là em đi du học, vì em học cũng giỏi tiếng Anh. Hồi hộp và lo lắng là cảm xúc của mỗi học sinh cuối cấp khi bước vào kỳ thi quan trọng. Sau trận mưa tối hôm qua, thời tiết hôm nay nắng nhẹ, thuận lợi cho các em tìm kiếm phòng thi và kiểm tra lại thông tin lần cuối trước khi làm bài chính thức. Bạn nào cũng phải tăng tốc để về đích ạ. Cho nên là nhiều bạn cũng sẽ học ngày học đêm nhưng mà vẫn cần phải chú ý về sức khỏe, ăn uống đầy đủ để có sức khỏe để đi thi. Em chắc chắn phải sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất của em trong ngày thi ngày mai ạ. Bên cạnh đọc kỹ quy chế, các giám thị cũng đặc biệt lưu ý thí sinh nhiều vấn đề để tránh sai sót không đáng có, dẫn đến bị kỷ luật. Do số tờ giấy thi đã nộp và ký nhận vào phiếu thu bài. Đặc biệt năm nay là các em không được mang những cái vật dụng cấm vào trong trường thi và toàn bộ những cái đồ dùng tư trang cá nhân của các em, ba lô cặp sách thì các em sẽ gửi tại một cái phòng. Điểm thi cũng đã bố trí một cái phòng cách các phòng thi 25 mét để các em gửi đồ ở đó. Còn đối với điểm thi có thí sinh F0, như tại trường này, phòng thi được bố trí riêng biệt, có lối vào và lối ra riêng, giúp các em thoải mái khi làm bài. Chúng tôi cũng điều chỉnh giờ có mặt của thí sinh là muộn hơn các thí sinh khác 10 phút. Và trong các buổi thi thì chúng tôi sẽ bố trí là cán bộ coi thi của phòng thi đó phải thực hiện đúng yêu cầu phòng chống dịch cấp độ cao. Đây là phòng cất giữ đồ của học sinh. Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cái quy định mới là các cái vật dụng của thí sinh như là ba lô, túi sách hay là điện thoại sẽ được cất giữ ở trong này, và tại các cái điểm thi ở các trường thì sẽ bố trí nhân viên để giữ đồ cá nhân cho thí sinh. Khoảng cách từ phòng giữ đồ như thế này đến các phòng thi thì đảm bảo trên 25 mét. Ngoài hướng dẫn nơi gửi đồ cá nhân cho thí sinh, các hội đồng đã hướng dẫn chi tiết về những quy định mới, các thiết bị không được mang vào phòng thi để phòng chống gian lận trong thi cử. Hướng dẫn cho các em để đồ đúng vị trí, nhắc nhở cái việc và bất tiện trong việc đem đồ của mình đi đến hội đồng thi. Để các em buổi thi ngày mai sẽ nói chung là hạn chế mang đồ. Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 85.000 thí sinh tham dự kỳ thi này, được bố trí tại 158 điểm thi tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Ngoài cán bộ coi thi tại các hội đồng thi, đội ngũ sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi cũng được tập huấn kỹ để hỗ trợ các thí sinh. Thí sinh năm nay thi rất là đông, nên là phụ huynh cũng phải hộ cùng với bên tụi em và bên cảnh sát giao thông đứng gọn vào để cho không ảnh hưởng trực tiếp với giao thông trên đường đi hiện tại và ảnh hưởng tới các em. Ngày mai các em bước vào buổi thi môn văn đầu tiên, buổi chiều là môn toán, thời gian làm bài là 120 phút. Các môn thi còn lại, thí sinh tự chọn sẽ tiếp tục thi trong ngày 8 tháng 7. Ngày 9 tháng 7 là ngày thi dự phòng.